Đội tuyển Việt Nam với lứa cầu thủ thế hệ vàng vẫn đang mơ về kỳ tích lần đầu tiên được chạm tay đến giấc mơ World Cup. Và những diễn biến mới từ Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã mang đến sự vui mừng cho các fan bóng đá Việt. Liên đoàn bóng đá thế giới hiện đang chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng số đội tham dự World Cup 2022 từ con số 32 đội lên 48 đội tham dự. Ban đầu FIFA dự định sẽ phải đến World Cup 2026 mới gia tăng số đội tham dự. Tuy nhiên thì trước nguyện vọng từ tất cả các liên đoàn bóng đá châu lục cũng như là nguồn lợi quá lớn mà giải đấu này tạo ra, FIFA đang đi đến những bước đi táo bạo. Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino hiện đang có mặt ở Brazil trong cuộc vận động hành lang với lục địa này. Người đứng đầu cơ quan quản lý bóng đá thế giới nói với các đại biểu rằng ông đang làm việc để đảm bảo việc gia tăng số đội cho giải đấu tại Qatar. Có nghĩa là sẽ có thêm 2 suất cho các đội bóng đá Nam Mỹ. Truyền thông Brazil dẫn lại lời của chủ tịch Infantino: "Chúng tôi đang làm việc để xem liệu chúng tôi có thể có 48 đội ở World Cup 2022 hay không, bởi vì nhiều đội tham gia hơn cũng đồng nghĩa là phát triển hơn và mang đến nhiều đam mê hơn cho mọi người. Chúng ta sẽ đợi đến tháng 6 để xem mọi thứ có khả thi hay không, khả năng là 50-50. Theo kế hoạch, quyết định cuối cùng về số lượng đội cho vòng chung kết tiếp theo sẽ được Đại hội FIFA ở Paris đưa ra vào ngày 5 tháng 6 tới đây. Theo các nguồn tin từ báo chí Anh, khả năng lớn là FIFA sẽ thông qua kế hoạch gia tăng số đội lên 48 đội tham dự ngay tại World Cup 2022. Và để giảm tải cho nước chủ nhà Qatar, FIFA sẵn sàng cho phương án lựa chọn thêm ít nhất một nước chủ nhà. FIFA và Qatar sẽ tiến hành phân tích sâu hơn về tiềm năng của các đội đồng chủ nhà trước khi mà xác định liệu đề xuất có được đệ trình lên Đại hội FIFA vào tháng 6 hay không. Nếu FIFA gia tăng số đội tham dự lên 48 đội, thì điều đó cũng có nghĩa là châu Á có thêm từ 2 đến 3 suất tham dự. Hiện tại thì châu Á chỉ có 4,5 suất, bao gồm 4 suất đi thẳng và 1 suất phải đá playoff. Nhưng nếu châu Á có đến 6,5 đến 7,5 suất tham dự thì cơ hội sẽ rất sáng đối với đội tuyển Việt Nam. Ở các giải đấu châu lục trong hơn một năm qua, bóng đá Việt Nam đều tiến rất sâu. Asian Cup 2019 hồi tháng 1 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã lọt vào top 8 anh hào xuất sắc nhất châu lục sau khi xuất sắc vượt qua vòng bảng cũng như là Jordan ở vòng 1-8. Giải U23 châu Á, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã lập lên kỳ tích khi lọt vào đến trận chung kết và chỉ chịu thua U23 Uzbekistan với tỷ số 1-2 ở bàn thua ở phút thứ 119. Sau đó thì họ lại ghi dấu ấn ở ASEAN 2018 khi lọt vào đến bán kết và chỉ dừng lại khi phải đụng độ với U23 Hàn Quốc của siêu sao Son Heung-min. Đội sau đó đã trở thành nhà vô địch của giải đấu. Xung quanh vấn đề tăng lên con số 48 đội tham dự vòng chung kết World Cup 2022 thì nước chủ nhà Qatar vẫn chưa đồng tình. Cụ thể thì nước chủ nhà Qatar đã nhấn mạnh World Cup 2022 vẫn sẽ chỉ có 32 đội, bất chấp chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang làm mọi cách để mở rộng giải đấu lên 48 đội. Phát biểu tại Đại hội Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, chủ tịch Nasser Al-Khater đã nhấn mạnh Qatar vẫn đang lên kế hoạch tổ chức cho 32 đội và các nghiên cứu về việc là thêm 16 đội bóng khác chỉ là một đánh giá để tham khảo. Vì vậy, cùng với FIFA, chúng tôi đang xem xét những khả năng đó. Nó chỉ mở ra như một ý tưởng, không phải là một thỏa thuận được thực hiện để tạo nên một World Cup 48 đội. Về phía đội tuyển Việt Nam, thành công rực rỡ cùng đội tuyển Việt Nam đã mang đến nhiều thách thức mới cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên, tấm huy chương vàng SEA Games lại là điều mà khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc băn khoăn hơn cả. Thậm chí ông cho rằng là vô địch SEA Games còn khó nhằn hơn cả vòng loại World Cup. Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC mới đây đã có bài phỏng vấn với huấn luyện viên Park Hang-seo sau những thành công chói lọi cùng với các đội tuyển Việt Nam trong hơn một năm qua. Chia sẻ về những dự định sắp tới, đặc biệt là vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 2019 vào cuối năm nay, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho biết, tại vòng loại World Cup 2022, nòng cốt chính sẽ là những cầu thủ đã thi đấu ở AFF Cup và Asian Cup. Chúng tôi đã hiểu rõ về nhau cho nên quá trình chuẩn bị sẽ dễ dàng hơn. Nhưng với SEA Games thì chúng tôi chưa giành huy chương vàng trong 60 năm qua. Nhiệm vụ có lẽ sẽ khó khăn hơn vì chúng tôi sẽ phải chơi theo mật độ là 2 ngày một trận. Điều quan trọng là các cầu thủ phải có được sự đồng đều về chất lượng. Ngoài hai sứ mệnh quan trọng ở năm 2019,
Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không quên tiết lộ những bí quyết làm nên thành công cùng với đội tuyển Việt Nam. Tôi đến Việt Nam đã được khoảng 15-16 tháng rồi. Chúng tôi đã có một hành trình đầy ý nghĩa khi vào đến chung kết U23 châu Á, bán kết ASEAN, vô địch AFF Cup hay lọt vào tới tứ kết Asian Cup ở UAE. Thành công là sự kết tinh của dân tộc Việt Nam, đó là sự đoàn kết khôn ngoan và tinh thần chiến đấu ngoan cường. Sức mạnh dựa trên một khối thống nhất. Là huấn luyện viên trưởng, tôi luôn cố gắng tạo ra niềm tin trong đội bóng và truyền cảm hứng cho các học trò. Không chỉ giúp những ngôi sao vàng tiến sâu vào những giải đấu tầm châu lục, huấn luyện viên Park Hang-seo còn đưa đội tuyển Việt Nam tiến vào top 100 trên bảng xếp hạng FIFA hồi tháng 2 vừa qua. Điều này thực sự khiến cho người hâm mộ nước nhà hết sức phấn khích. Năm qua thật là kỳ diệu, tôi nghĩ tất cả các thành viên của đội đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình. Tất cả đều sống chung với tinh thần chiến thắng. Tôi muốn đội bóng của mình giành chiến thắng nhiều nhất có thể. Trong vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam thì sẽ chẳng dễ gì nhận được sự ủng hộ từ liên đoàn và người hâm mộ nếu như không gặt hái được những kết quả tốt nhất. Dù vậy thì sự chăm chỉ vẫn đóng vai trò cơ bản. Cuối cùng thì sau trận thắng 4-0 trước U23 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng vị thế của bóng đá Việt Nam đang trở nên rất khác tại Đông Nam Á. Chúng tôi đang là những nhà vô địch Đông Nam Á trong ít nhất 2 năm nữa. Tuyển Việt Nam đã chứng minh được khả năng tại đấu trường AFF Cup và chúng tôi rất tự hào về điều đó. Toàn đội sẽ phải làm việc nhiều hơn nữa để bảo vệ danh hiệu này. Ở vòng loại U23 châu Á 2020 vừa qua, thì chúng tôi đã đánh bại những đối thủ ở trong khu vực như là Indonesia hay Thái Lan. Toàn đội có thêm sự tự tin sau những trận chiến thắng này, đồng thời chứng minh Việt Nam đang là đội bóng xuất sắc nhất tại Đông Nam Á hiện tại. Chia sẻ về việc được tôn vinh là nhân vật tiêu biểu châu Á 2018 vì những đóng góp tại Việt Nam, thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng có những thổ lộ. Đây là phần thưởng có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và tôi rất vinh dự. Điều tuyệt vời nhất là mọi người hâm mộ ở Việt Nam đều nhận ra những gì tôi đang làm được ở tại đây trong năm 2018. Tôi rất trân trọng điều này. Khi được hỏi sau thành công tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã lọt vào top 100 thế giới, thì ông chia sẻ thế nào về triết lý bóng đá của ông? Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ, điều quan trọng nhất là tâm lý chiến thắng. Tôi luôn hướng các cầu thủ đến việc giành nhiều chiến thắng nhất có thể, bởi nếu không, chúng tôi sẽ phải nhận áp lực rất lớn từ VFF và người hâm mộ. Tất nhiên, để có được chiến thắng thì các cầu thủ cần phải chăm chỉ tập luyện. Không chỉ là nhân vật nổi tiếng tại Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo còn được dư luận châu Á và quốc tế dành nhiều sự quan tâm. Ông Park hiện là huấn luyện viên Hàn Quốc thành công nhất ở nước ngoài và đang là một trong những huấn luyện viên đáng chú ý của bóng đá châu lục. Chia sẻ với truyền thông về việc chuẩn bị cho World Cup 2022 và SEA Games 30 hiện đang tới rất gần, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói rằng chúng tôi đã phải chuẩn bị cho hai giải đấu rất quan trọng này cùng diễn ra trong thời gian tới. Tôi sẽ huấn luyện cả hai đội tuyển với tư cách là huấn luyện viên trưởng, nhưng hai ban huấn luyện sẽ khác nhau. Với vòng loại World Cup thì lực lượng chính sẽ là những người đã dự AFF Cup và Asian Cup. Chúng tôi đã hiểu rất rõ nhau cho nên đội tuyển có thể chuẩn bị theo cách hiệu quả nhất. Còn với SEA Games thì chúng tôi chưa từng chiến thắng giải đấu này suốt 60 năm qua. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng khi các cầu thủ phải chơi 2 ngày một trận. Vì vậy điều quan trọng nhất là toàn bộ đội hình phải có chất lượng đồng đều. Chia sẻ thêm về thành công với các đội tuyển bóng đá Việt Nam, ông Park Hang-seo cũng nói rằng hành trình vào đến trận chung kết ở giải U23 châu Á 2018, vào đến bán kết ASEAN 2018, vô địch AFF Cup và vào tứ kết Asian Cup ở tại UAE có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thực sự là kỳ diệu vì điều đó là các sự kiện lớn trong sự nghiệp của tôi và bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ là tuyển Việt Nam và đội U23 đã thể hiện rất tốt công việc của mình và chứng tỏ phẩm chất hàng đầu của mình một cách tuyệt vời để có được sự thành công đó. Nhưng nay là lúc mà chúng tôi hướng đến các thử thách lớn hơn và hy vọng sẽ có thêm sự thành công nữa. Cũng theo ông Park, thành công của đội tuyển Việt Nam hay là đội U23 Việt Nam thời gian qua là nhờ sự đoàn kết, niềm tự hào và tính chất thông minh của các cầu thủ, tinh thần chiến đấu đến cùng. Ngoài ra, ông Park cũng cho rằng việc ông truyền được niềm tin chiến thắng của mình đến cầu thủ giúp họ luôn vững tin vào thành quả cuối cùng, từ đó đã làm thay đổi hẳn tuyển Việt Nam và đội U23 đã chơi rực lửa, đầy tinh thần chiến đấu ở các giải đấu tầm châu lục mà xưa nay bóng đá Việt Nam thường xuyên thất bại. Tuy nhiên, đến nay mọi sự đã thay đổi khi các đội tuyển Việt Nam thi đấu ở các giải châu lục luôn hướng đến chiến thắng và quyết tâm đến giây phút cuối cùng của trận đấu.
Sự thay đổi này, theo ông Park, đã hình thành bản năng và mới đây, sau kỳ Asian Cup 2019, đội U23 Việt Nam do ông dẫn dắt cũng đã đánh bại tuyệt đối các đối thủ trong cùng khu vực là U23 Thái Lan tới 4-0 để giành suất dự vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Ông Park Hang-seo còn cho rằng là thành quả này đã giúp bóng đá Việt Nam thực sự tin vào khả năng của mình và đang dẫn đầu khu vực và sẽ không còn e sợ gì nữa trước các đối thủ khu vực như là Thái Lan, Indonesia trước đây nữa. Tuy nhiên thì chiến lược gia người Hàn Quốc cũng cho rằng là sau thử thách này thì những mục tiêu phía trước trong năm 2019 là cực kỳ quan trọng và có nhiều thử thách lớn hơn, đòi hỏi bóng đá Việt Nam phải quyết tâm hơn nữa mới có sự thành công hơn nữa. Đó là vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 2019 được tổ chức vào cuối năm nay. Theo ông Park thì ông sẽ chuẩn bị cực kỳ chu đáo cho hai giải đấu này trong tư cách là một nhà quản lý thực thụ với hai ban huấn luyện hai đội tuyển. Đây là công việc đồ sộ nhưng có nhiều thử thách mà huấn luyện viên này thực sự là rất kích thích và háo hức tham gia để hy vọng sẽ mang tiếp thành công hơn nữa cho bóng đá Việt Nam. Trong đó ông Park nói mục tiêu đoạt huy chương vàng SEA Games 2019 của bóng đá Việt Nam rất có ý nghĩa vì 60 năm nay người hâm mộ Việt Nam đã phải chờ đợi rồi. Trong khi đó thì tuyển Việt Nam hướng đến vòng loại World Cup 2022 với tư thế là một trong 8 đội hàng đầu châu lục. Rõ ràng là để thành công thì không hề dễ, nhưng chúng tôi tin rằng là sẽ đảm bảo rằng các đội tuyển Việt Nam do tôi dẫn dắt sẽ chơi thứ bóng đá rất chất lượng và không ngừng nỗ lực từng ngày để tìm kiếm sự thành công hơn nữa.